Hello cả nhà, hôm nay nhà mình sẽ ăn món thịt luộc cá hấp cuốn bánh tráng. Đầu tiên mình sẽ đi luộc thịt. Mình bắt nước ở bình siêu tắc sôi rồi, bây giờ mình cho nước vào mình đi luộc thịt đây. Món này nhà mình ai cũng thích hết. Vừa thịt vừa cá, ai thích ăn thịt thì cuốn thịt, ai thích ăn cá thì cuốn cá. Dạ, mắm nêm cay cay, cuốn dưa leo, bánh tráng, rau kết hợp lại ăn rất là ngon luôn, bún nữa. Chờ đợi thịt chín mình sẽ đi làm món cá hấp. Đây mình đi chuẩn bị cá để hấp. Đây cái loại cá này ngon này, cá ba sa na uy tẩm muối ớt. Cá này mẹ chồng mình cho mình, bây giờ mình đi sơ chế thôi. Trong lúc đợi chờ thịt chín mình đi hấp cá, mình cho nước vào nồi, bỏ ở đây một cái chén và bỏ cái dĩa vô đây để mình hấp. Cá này là người ta làm để cho mình nướng này, mà nhà mình không có ăn nướng, mình ăn hấp thì mình sẽ lấy cá ra. Đó. Con lấy hành tây với rau xuống đây cho mẹ, lấy chanh. Đó, cá đây người ta cũng ướp rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình cho hành tây vào, lá chanh nữa, lấy lá chanh cho mẹ. Đó, rau răm vào, lá chanh vào, lá chanh là nhà trồng nè. Đó, giờ mình cắt con cá làm hai đi. Cắt cá làm hai là nó dài quá. Bỏ cá vào đây, cá này người ta ướp rồi. Đó, bây giờ mình phủ lên trên đây một lớp, mình đang đi hấp. Đó, để lá chanh lên đây, mình thịt chín rồi mình đi hấp. Đây cá gì đây, cá ba sa na uy tẩm muối ớt khối lượng 400 g. Rồi bây giờ mình đậy nắp bàn lại mình đi. Ủa, cái nắp này nhỏ. Nắp màu đỏ bự. Bây giờ mình đậy nắp lại mình đi hấp thôi. Đó, thịt đã chín rồi. Mình bắt qua đây để mình hấp cá. Chừng nào cá chín thì mình mới lấy thịt ra mình cắt, mình để cứ để trong đây cho nó nóng. Rồi. Trong lúc đợi chờ cá chín mình đi sơ chế rau đây. Ba sa của Việt Nam thì mình ăn rồi, còn đây là cá ba sa Na Uy tẩm muối ớt, nghe cái tên hay hay. Là lần đầu tiên ăn cá ba sa Na Uy nè. Nghe cái tên hay hay. Trong lúc đợi chờ cá chín mình sẽ ra vườn hái rau để vào ăn kèm. Mình sẽ hái một ít lá giang nè. Bạn thấy lá giang mình trồng không? Trời ơi kiến, trời ơi kiến. Đó, bây giờ mình đi hái lá giang nha. Thôi mình tắt, mình hái lá giang kiến quá. Đó, mình đã hái rau vô rồi nha các bạn. Mình không quay hái rau tại vì bị kiến cắn quá, mà mình quay về cho nó lẹ, không clip dài quá các bạn coi các bạn ngán. Đây lá cốc nhà mình này, mình hái trọc cái cốc rồi. Đây, mình hái trùi cái cốc rồi nè. Rồi bữa nó lên lại ăn tiếp. Đó, cái rau kinh giới mình cũng hái chùi luôn. Đây, lá lốt. Các bạn ơi, các bạn ăn cái rau xà lách son này nè, cuốn vô nó ngon lắm. Đó, nào các bạn ăn thử rau này đi. Rau xà lách son cuốn ăn là tuyệt luôn. Cái mùi nó thơm lắm, ăn sống thơm lắm. Xào tỏi ngon mà ăn sống nó ngon lắm. Và rau xà lách đây. Đó, các loại rau đầy đủ rồi. Mình sẽ đi vào cắt dưa leo, cắt thịt ra mà mình ăn, làm mắm nêm nữa, mình ăn thôi. Ngon quá. Nhà mình ăn rau nhiều lắm. Rau mình đã rửa xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt dưa leo. Dưa leo thì mình cắt dài để xí cuốn bánh tráng cho nó ngon. Đó, các bạn nào thích ăn to thì cắt to, thích ăn nhỏ thì cắt nhỏ, tùy. Đó, mình cắt vừa vừa như vậy. Cắt dài vậy. Cuốn. Các bạn
bạn cắt như vậy cho đến hết nha. Mình đã cắt xong dưa leo rồi nè. Bây giờ mình cho bún ra. Cá sắp chín rồi. Cái này để hồi xí gắp cá ra. Cho bún ra. Bà đi làm mắm nêm là ăn thôi. Đây, cho bún ra đây. Đó. Hôm nay có bạn học của chị Hai tới chơi. Chị Hai học đại học năm 2 rồi cô chú. Học lúc thi lúc nào cũng được 10 điểm. Chị Hai làm lớp tốt rồi. Đây. Đó, mẹ chuẩn bị chị Hai và bạn chị Hai đi học về là có ăn thôi. Bây giờ mẹ con đi làm mắm nêm với cô chú. Ớt nhà trồng và tỏi mẹ con giả cho ra tô rồi nha cô chú. Bây giờ nhà con sẽ sử dụng hai viên đường ăn kiêng. Đó. Đường ăn kiêng này mua ở tiệm thuốc Tây. Và cho một muỗng đường bình thường. Đó, nếu mà cô chú không ăn đường ăn kiêng thì phải cho hai muỗng đường kia. Nhà con thì cho một muỗng đường kia thôi. Và xíu xíu bột ngọt là được. Sau đó cô chú cho mắm nêm vào đây. Dạ, mắm nêm này là nhà con xài mắm nêm Huế. Đó. Tiếp đó cô chú sẽ cho vào đây hai trái tắc. Nhà con ăn hai trái là đủ. Nhà cô chú ăn chua thì cho nhiều hơn. Tại vì nhà con hôm nay là có lá cóc với lá giang nên sử dụng hai trái là vừa. Đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ quậy lên. Vậy là tan đường là có một cái tô mắm nêm thật là ngon. Mê ly. Ăn là nghiền. Nhà con là mẹ con mua mắm nêm ở Huế và Quảng Trị. Trước hết là mẹ con ship ở quê vào. Cô chú ơi. Mẹ con quê Quảng Trị đó. Và bây giờ lên Sài Gòn mà quen giọng Sài Gòn rồi. Cô chú hay mẹ con mẹ giỏi con không? Đâu có nói được giọng Sài Gòn đâu cô chú. Mẹ con nói lai lai cho dễ nghe thôi à. Hết quay clip là mẹ con trở về dòng Quảng Trị. Đi mô rửa. Con nó giỏi lắm nha cô chú, từ quê mà đi một mình đạp xe đạp lên mà xe đạp lên Sài Gòn làm giờ xây lên nhà nè. Không phải đâu cô chú, mẹ ở quê vô mẹ đi xin việc bằng xe đạp, chứ ở quê thì sao đi xe đạp vô Sài Gòn được. Ở quê vào Sài Gòn mẹ đi xin việc bằng chiếc xe đạp cũ 200 ngàn. À, cô chú ạ. Hồi xưa xe đạp 200 ngàn là biết là xe đạp xịn rồi đúng không? Xe đạp cũ á. Nhưng mà hồi xưa như 200 ngàn là đắt lắm đúng không? Đắt. Thời đó ai mà có xe đạp đi là mừng rồi. Đó, ngon lắm cô chú ơi. Ba rổ rau luôn nè cô chú. Ba rổ rau siêu to khổng lồ. Con thích ăn chi? Con thích ăn món chi? Đó. Giờ nói dòng Quảng Trị cho cô chú nghe. Cô chú có hiểu dòng Quảng Trị không? Đây là dưa leo mẹ con mới bây cắt hồi nãy nè. Bây giờ mẹ con đi cắt thịt đây cô chú ơi. Đó ơi, ngon quá cô chú ơi. Thơm phức luôn. Hấp kỳ kỳ ăn cho nó ngon. Đó. Thịt thì ăn với bánh tráng thì cô chú nhà con cắt mỏng thôi cô chú ơi. Chú cho mẹ con xin nút đăng ký nha. Biết đâu được ngàn người mẹ con có tiền. Mẹ con lập kênh ra là lưu lại khoảnh khắc gia đình. Mà xấu quá nên ngại lên sóng cô chú ơi. Tại vì nấu ăn là xấu xí, lên sóng trang điểm thì nó đẹp. Nên mẹ con nút sau lâu lâu mẹ con lên sóng rồi mẹ con cũng lên mấy giây thôi. Cô chú đăng ký cho mẹ con, biết đâu mẹ con có tiền. Ngàn người xem mẹ con có tiền. Có tiền mua cho con hộp sữa cô chú. Một lần mẹ con xin nút đăng ký mẹ con ngại. Mà kệ. Biết đâu có ngày có tiền.
Không có thì là làm kỷ niệm trong cuộc đời 44 tuổi. Lưu lại khoảnh khắc, đâu biết được ngày mai ra sao. Lưu lại khoảnh khắc cho các con sau này. Sau này mẹ già rồi qua thế giới bên kia mở ra coi mẹ làm này. Đó là một kỷ niệm đẹp. Ai mà sống hoài được, ai cũng có ngày về với ông bà. Mình sống hôm nay mình cứ vui vẻ, sống hết mình, làm những điều tốt, sau này mình không phải hối hận. Đó. Bây giờ đem cá ra và ăn thôi cô chú ơi. Bây giờ cá chín rồi, mẹ con gắp ra và ăn thôi. Trời ơi, ngon đó cô chú ơi. Hôm nay có khách, mẹ con sẽ lấy những cái đồ đẹp ra. Còn mẹ con thì ở nhà hay cách mấy đồ đẹp, ăn đồ xấu á cô chú. Bây giờ mẹ con sẽ xay cá ra đây, xíu nữa có khách vào ăn cho nó đẹp nha. Đó, cá đã lên dĩa rồi cô chú. Bây giờ thay mặt cả nhà mẹ Minh Phượng sẽ ăn một cái trước. Ăn giấu mặt, ăn đằng sau ống kính. Thường thường đi đâu chụp hình là mẹ cùng điểm cô chú, có trang điểm á. Còn mà không trang điểm á, bây giờ già rồi là xấu. Đó, bây giờ mẹ con sẽ cho vào đây ít bún nè. Đó, dưa leo, miếng rau kinh giới, lá giang. Đó, mẹ con thích ăn rau này cô chú, salad son này ăn là nghiền luôn. Đó, và lá cốc đây, và rau salad. Đó, mẹ con sẽ thử cá, tại vì thịt thì nhà con ăn nhiều rồi. Còn cái cá này là cái cá Na Uy, Na Uy muối ớt, để coi có ăn giống cá Việt Nam không. Nhìn nó trời giống cái hương Việt Nam. Ơi, nhìn thịt không à cô chú. Mà để ăn thử miếng cá không để biết cái vị, vì nó có giống cá Việt Nam mình không. Nó ngọt thịt cô chú, mà người ta ướp nhạt, không có mặn đâu. Béo. Tươi đó, cá tươi lắm. Ngon nha cô chú. Giờ không biết nói sao, chẳng lẽ nói ngon hơn cá Việt Nam thì không có được. Mình cũng nói là ngon ơi là ngon. Đó, mẹ con sẽ múc ra miếng mắm nêm đây, cuốn lại. Đó, có hai loại bánh tráng, có loại to và có loại nhỏ. Mẹ con ăn cái loại nhỏ này, nhà con mua hai loại cho cô chú. Đó, bây giờ cô chú này ăn vô hết cái cho cô chú nhai rột rột. Đừng quay mặt mẹ nha. Ngon quá. Thì ơi, hết cá cảm nhận. Con đứng quay mặt mẹ. Quay mặt mẹ hả? Trợ lý đạo diễn quay phim do con gái Minh Thư và Minh Tâm lớp 6 và lớp 3 quay cho mẹ cái nhà lá vườn của chú. Ngon quá. Ngon không nói lên lời. Thường á, mẹ con nấu, mẹ con ăn sau. Cả nhà vô ngồi mẹ con mới vô ăn. Mà bây giờ làm clip là mẹ con ăn trước cả nhà một cái. Trời ngon quá cô chú ơi. Ngon lắm. Ăn xong đó. Nó hòa quyện. Nó hòa quyện rất là ngon. Để mẹ là khúc cá lại. Xí là có bạn của chị Hai qua cho nó đẹp. Chứ làm clip mình ăn trước cá thôi chứ là ăn như vậy kỳ lắm. Đó, lấp lại. Đó, có khách tới mình phải làm hòa lịch sự cô chú ơi. Còn anh quay cái bàn cho cô chú coi. Từ nó liền. Nó liền. Quay ra. Quay ra. Quay ra.
rồi sao? Con đi ra đi. Cô chú nè. Đó, mẹ anh quay từ xa nè. Xí khách tới là ngồi vào bàn anh thôi. Đó, bye bye, xin chào cô chú nha. Ủng hộ cho mẹ con với nha. Cây nhà lá vườn.